Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, Đài Loan vừa trải qua hai trận động đất mạnh liên tiếp trong hai ngày vừa qua, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 146 người bị thương. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng chục trận đã làm rung chuyển bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dư âm kinh hoàng mà trận động đất này để lại cho người dân nơi đây. Đài Loan, Trung Quốc nằm gần vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên phải hứng chịu sức công phá của các trận động đất. Mới đây, hai trận động đất liên tiếp với cường độ mạnh đã để lại những dư chấn nặng nề cho hòn đảo này. Trận động đất đầu tiên mạnh 66,5 độ Richter vào tối thứ Bảy và trận tiếp theo mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào chiều Chủ nhật. Cục Thời tiết Đài Loan đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong 49 năm qua. Cả hai trận động đất đều xảy ra ở phía đông nam đảo Đài Loan, nơi có ít người sinh sống. Mặc dù vậy, chúng cũng khiến một người tử vong và 146 người khác bị thương. Truyền thông Đài Loan đưa tin, một người đàn ông họ Hoàng đã thiệt mạng sau khi bị các thiết bị máy móc tại một nhà máy ở quận Hoa Liên rơi đè lên người. Ngoài ra, động đất khiến cho một tòa tháp thấp tầng có cửa hàng tiện lợi ở xã Ngọc Lý, huyện Hoa Liên bị sập khiến 4 người bị mắc kẹt. Một đoạn video đăng tải cho thấy nhiều cư dân hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà khi bị sập. Bên cạnh đó, cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết tổng cộng 6 toa tàu bị chật đường ray do những ảnh hưởng từ trận động đất ở khu vực ga Đông Lý, phía đông đảo Đài Loan và một phần mái vòm của một nhà ga bị sập. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 hành khách trên tàu và tất cả đều được sơ tán an toàn. Không ghi nhận trường hợp bị thương. Chính quyền khu vực cũng ghi nhận 3 người khác bị thương do một cây cầu bị sập. Giới chức Đài Loan cũng ghi nhận hơn 600 người bị mắc kẹt tại khu vực núi Chi Kê và Liu Si Si do các tuyến đường bị phong tỏa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khai thông các tuyến đường để tiếp cận khu vực này. Hai trận động đất kinh hoàng và hàng chục dư chấn xảy ra sau đó đã kéo theo việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Đến hôm thứ Hai, các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường. Nhiều ngôi nhà cùng với các công trình công cộng đã bị hư hỏng nghiêm trọng bởi những rung lắc dữ dội do trận động đất gây ra. Trận động đất này cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết, những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Ngoài ra, theo báo Guardian, những dư chấn từ hai trận động đất trong hai ngày qua cũng được dự báo ở khu vực thành phố Đào Viên, phía tây Đài Loan, cách tâm chấn 130 km về phía bắc, khiến một người bị thương và một trung tâm thể thao 5 tầng bị hư hại. Quan chức Đài Loan April Zhao chia sẻ trên mạng xã hội rằng trận động đất cực kỳ mạnh, trong khi thông tấn xã Đài Loan đăng tải hình ảnh chai lọ bị rớt khỏi kệ của một cửa hàng. Mới đây nhất, trong một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy nhóm người đang chơi cầu lông dừng lại và nhìn lên trần nhà khi xảy ra động đất. Ngay sau đó, dàn đèn nhanh chóng đổ sập xuống mặt sàn khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy. Lãnh đạo đài viên Trịnh Văn Sán đã tới trung tâm thể thao điều tra sự việc và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc chất lượng tòa nhà để đề phòng xảy ra sự việc tương tự. Ông Trịnh cũng đề nghị cơ quan thể thao quận Bát Đức kiểm tra sức khỏe những người bị thương. Trận động đất đã gây ra chấn động mạnh trên đảo Đài Loan, cũng như cảm giác rung lắc rõ rệt ở các khu vực ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô và Thượng Hải ở Trung Quốc đại lục. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan cho biết đã điều động 751 cảnh sát, 5 máy bay trực thăng, 120 xe các loại và 8 chó nghiệp vụ đến hiện trường cứu trợ thảm họa. Ông Quách Khải Văn, chuyên gia khí tượng, cựu giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất Đài Loan cho biết, trận động đất xảy ra chiều Chủ nhật vừa qua tương đương với sức công phá của 8 quả bom nguyên tử. Ông cũng dự báo các dư chấn trong tương lai có thể mạnh tới 6,3 độ Richter. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CENC cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều địa phương tại Đài Loan đã phải hứng chịu hơn 100 cơn dư chấn, trong đó mạnh nhất là dư chấn 6,5 độ xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Cả hai trận động đất đều ở cùng một khu vực và hai tâm chấn cách nhau chỉ khoảng 14 km.
Sau đó, theo mạng China Times của Đài Loan, từ 0 giờ đến sáng sớm ngày thứ hai, vùng lãnh thổ này tiếp tục xảy ra 11 cơn dư chấn có cường độ từ 3,1 đến 4,4 độ. Động đất là một dạng thiên tai tuy không thường xuyên xảy ra như bão lũ, nhưng tác hại của nó vô cùng lớn. Hiểu biết về động đất và những biện pháp phòng tránh là cơ sở đầu tiên giúp giảm thiểu những thiệt hại khi động đất xảy ra. Sau đây là lời khuyên của chuyên gia về những việc cần làm khi chẳng may đối diện với động đất. Động đất có nhiều cấp độ lớn khác nhau, từ rất yếu chỉ có máy móc mới có thể ghi nhận, tới rất lớn gây nên những phá hủy trên bề mặt, có thể là sụp đổ cả những thành phố lớn hoặc tạo ra những trận sóng thần lan truyền trên khắp đại dương. Các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tìm hiểu cách nhằm dự báo chính xác thời gian địa điểm xảy ra động đất, nhưng cho đến nay chưa nước nào có thể dự báo được chính xác cũng như làm cách nào để ngăn chặn động đất xảy ra. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, nếu động đất xảy ra khi chúng ta đang ở trong một tòa nhà, nhận thấy tòa nhà đang rung lắc và nhìn thấy các đồ vật rơi xuống hoặc kính đang vỡ thì đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh và cố gắng trấn an những người khác. Người dân không được rời khỏi tòa nhà khi động đất đang tiếp diễn. Để bảo vệ bản thân, cần áp dụng biện pháp quỳ gối xuống và dùng tay che đầu nếu gần đó có một cái bàn hay đồ vật chắc chắn. Hãy chui xuống bên dưới để trú ẩn và dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn. Nếu trong phòng không có bàn hoặc đồ vật để trú ẩn thì ít nhất hãy tránh xa các cửa sổ có kính, tới góc tường và ở nguyên vị trí đó. Cúi xuống nhiều nhất có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể như đầu, ngực. Cố gắng giữ nguyên tư thế đó đến khi các rung động ngừng lại. Nếu quan sát thấy trong phòng có kệ đầu giường hoặc đèn trần, quạt trần có thể rơi xuống vị trí nằm, thì người dân cần chui xuống gầm giường hoặc di chuyển tới địa điểm an toàn khác như góc phòng và khi hết rung lắc thì đi ra ngoài. Trường hợp người dân gặp động đất khi đang đi ra ngoài đường, cần sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Không vào trong các tòa nhà và không chạy xung quanh chúng, hãy ở yên bên ngoài, di chuyển nhanh, tránh các đường dây điện, tòa nhà cao tầng, cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn như khu vực đất trống. Một trong những trường hợp nguy hiểm và khó xử lý khi bất chợt gặp động đất là đang lái xe. Nếu người dân càng hoảng loạn trong lúc này thì càng dễ gây ra tai nạn nghiêm trọng, do đó người dân cần phải đi chậm lại và tìm một địa điểm an toàn để dừng lại, tốt nhất là tấp xe vào lề đường, tránh các đường dây điện và tòa nhà cao tầng, không cố chui ra hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể bị sập. Không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại. Trường hợp động đất xảy ra khi người dân đang trong thang máy và nguồn điện vẫn hoạt động, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi thang máy nhưng cần ở yên trong tòa nhà, hoặc nếu bắt buộc phải thoát ra khỏi tòa nhà thì cần sử dụng cầu thang bộ. Nếu người dân bị mắc kẹt trong trận động đất và không thể ra khỏi đống đổ nát, người dân cần giữ bình tĩnh, không nên di chuyển. Bảo vệ mũi miệng bằng áo hoặc khăn, không dùng bật lửa hoặc diêm để đốt sáng, không la hét khi khói bụi vẫn còn, để những người cứu hộ có thể tìm thấy. Việc hiệu quả nhất là dùng còi, khi không có người dân cần cố gắng báo hiệu vị trí bị kẹt của mình, bằng cách gõ hoặc đập mạnh vào các tấm hoặc ống kim loại gần đó. Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại do động đất sóng thần gây ra. Con số thương vong sau hai trận động đất thảm khốc ở Đài Loan được dự đoán là vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nhìn lại những dư chấn kinh hoàng, nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh và sợ hãi. Phải chăng biến đổi khí hậu đã và đang ngày càng hiện hữu rõ ràng ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động của tự nhiên và con người? Hy vọng cơ quan chức năng Đài Loan sẽ có những biện pháp ứng phó thích hợp và sớm khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Thưa quý vị, theo EMSC, một trận động đất được ghi nhận vào lúc 17 giờ 12 phút hôm qua theo giờ địa phương với tâm chấn nằm ở độ sâu 66 km cách thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc khoảng 20 km. Trận động đất cũng được cảm nhận ở một số tỉnh của Vân Nam Quý Châu. Cơ quan truyền thông của Trung Quốc cho biết trận động đất đã khiến 11 người thiệt mạng ở tỉnh Tứ Xuyên và một người thiệt mạng ở tỉnh Vân Nam, trong khi nhiều người đang được điều trị vết thương trong bệnh viện. Cơ quan này cũng cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và bệnh viện đã bị hư hại, nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Sân bay Giang Khánh bị hư hại nhẹ nhưng vẫn hoạt động.
Cơ quan quản lý động đất và sóng thần Trung Quốc cho biết, công ty dầu mỏ nhà nước tại Tứ Xuyên đã sơ tán và đình chỉ hoạt động tại nhiều cơ sở để đề phòng nhưng chưa báo cáo thiệt hại. Tất cả chúng tôi đều chạy ra phố, mọi người rất sợ hãi. Một cư dân sống gần tâm chấn nhớ lại và cho biết một số ngôi nhà đã bị đổ sập. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã đưa ra cảnh báo màu da cam về trận động đất này, nói rằng có khả năng xảy ra thương vong đáng kể và thảm họa có khả năng lan rộng. USGS cho biết thêm, với các trận động đất trước đây ở cấp độ này, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo ở cấp khu vực hoặc quốc gia, đồng thời ước tính thiệt hại về người và kinh tế có thể xảy ra. Ít nhất 2 dư chấn đã xảy ra trong vòng 1 giờ sau động đất. Ngoài Trung Quốc, một số địa phương tại Đài Loan cũng cảm nhận được địa chấn với độ lớn lên tới 4,4 độ Richter. Theo Viện Vật lý của Trung Quốc, quốc gia này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương và có một vài khu vực có đứt gãy kiến tạo màng, đồng thời ghi nhận hoạt động địa chất mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của tin mới.